Số 6 là 6, ok. Đùng. 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 Yeah. Hay lắm nha. Nhờ con số của Bami mà khi anh được sống sót qua cái màn này rồi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Escape the Night. Thì game này là game loại trừ nha mọi người. Thì sẽ nó giống như là cái trò mà Tower Elimination gì đó này. Nói chung là sẽ vote ra hai người đấu với nhau. Rồi người nào mà thua thì người đó sẽ bị chết và bị loại ra khỏi trận game. Đấy. Để rồi bây giờ vô nè. Bây giờ là cả đám sẽ đi vô trong cái tòa nhà này. Nhưng mà phải ngụy trang mới vô nha. Chứ không phải là khơi khơi mà đi vô đâu. Để tao chỉnh bàn phím qua tiếng Trung Quốc coi. Trời đất ơi. Chị mẹ. Trung Quốc không biết tao là Bami. Mày quất tiếng Thái vô cũng được mà. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến. À, Zoe là bạn trong cái đám này. Đi chơi chung một hội á. Đây là căn nhà mới của tôi. Chơi chung mà giết nhau quá đáng. À, đâu có. Tôi được thừa kế cái căn nhà này từ một người họ hàng xa. Ghê không? Căn nhà này từ họ hàng xa luôn á. Nhìn mọi người rất là tuyệt vời trong cái trang phục thập niên 20 này. Trong khi chúng ta chờ đợi bữa tối hoàn tất thì có thể đi tham quan thoải mái ở tầng 1 này. Tụi bay lên tầng 2 cho quýnh thấy bà đó. Vãi nồi. À, nó nói gì luôn á nha. Nó nói gì đó. Tao nghe mày nói chứ nó nói đâu. Ê, đây có cái bàn cầu cơ nè ba. Ê, ghê mày. Ê, nhà mới mà coi. À, Bami là The Big Game Hunter. Chúc tao vote. Bậy ơi. Quên luôn. Tự nhiên quên luôn á. Lại kéo chia thiệt tình. Game vô đây là phải ra điên chứ không là chết đấy, đừng đùa. Ơ, đừng rồi nè mọi người, bữa ăn tối đã hoàn tất, hãy đi tới phòng ăn tối thôi. Ăn này các bạn, chết rồi, lú rồi các bạn ơi. Sao lú? Mình chơi đây rồi. Để mình hello anh kia coi, để mình chào anh kia coi. Ê, rồi. Con đứa mình bị trúng độc rồi kìa. Đâu mà kìa, nó đứng, nó ngồi kế bên kia luôn. Đâu có, kế bên mày á. Mày rồi, đâu phải tao đâu. Ê, trên này, trên bàn nó có cái hộp này, nó nói là cần 3 cái chìa khóa để mà mở cái thuốc giải độc. Trời ơi. Rồi, đi tìm chìa khóa, đi tìm chìa khóa. Tricky. Quan trọng là đứa nào tìm trước nè. Ủa chìa khóa. Ủa chìa khóa đâu? Trong phòng này không có. What? Đây, thấy rồi, một cái. Hai cái luôn rồi, yeah. Còn một cái nữa, cố gắng cứu bạn đi. Còn một cái nữa, sao tao không thấy đâu hết trơn vậy? Kiếm ra chưa? Không có. Rồi, còn có mười mấy giây à? Ô, hay quá, tìm được rồi, không biết ai tìm luôn á. Nó tìm đâu hay vậy ta? Mới đi vú ở đâu. Ê, coi kìa, nó có cái miếng giấy gì nè. Nó ghi là cái căn nhà này đã bị ám bởi quỷ và được khóa cửa từ năm 1920. Tại đậu phộng nhờ vậy mà nó mới đưa cho thằng này ấy chứ. Có 8 cái artifact được giấu xung quanh căn nhà này. Tuy nhiên, cứ mỗi cái artifact thì phải có 2 người được chọn để mà thử thách với thần chết. Một khi mà 8 cái artifact được sưu tập đầy đủ thì nó sẽ phong ấn cái con quỷ này và chúng ta có thể trốn thoát. Ồ, ghê không? Ghê vậy. À, chúng ta có thể chờ đợi tới khi mặt trời sáng hoặc là kẹt ở trong nhà này luôn. Ghê thật. Ủa vậy sao mấy người hồi xưa ở kỷ 20 á, ở thập niên 20 người ta không có được kiếm cái artifact để loại trừ phong ấn. Đâu có, tại vì hồi nãy cái nói này nó nói là cái căn nhà này đã bị khóa từ năm 1920 rồi. Ừ. Có nghĩa là cái gia đình này trước đó đã bị chết. Khóa lại đó. Ờ, cái gia đình này trước đó đã bị chết rồi, sau đó là khóa lại tới bây giờ luôn. Và sau đó là mới được thừa kế cho cái thằng Zoe này. Nói vậy mà nó biết cách tìm ra cái artifact luôn ghê thiệt. Để phong ấn luôn, biết cách phong ấn luôn ghê thiệt. Bởi vậy, tao nghi ngờ. Tao nghĩ nó hỏi mà Google á. Chứ sao biết được đúng không, hồi xưa người ta đâu biết đâu, người ta đóng tay giờ luôn mà. Ghê. Cũng hên xui, nó nói là nghe. Có một cái có nghe cái tiếng động gì đó ở dưới cái tầng hầm mà nãy có chưa kịp dịch kịp. Wow, ê, lên lầu. Ủa, lên lầu hả? Đây canh không nè. Đâu. Lên lầu đi. What? À thì ra nó là The Monster. Đậu phộng, tao chết 3 lần cái chỗ này gì? Tao chết 3 lần cái chỗ này với con bảo mập nè. Cái thứ gì á, chơi cái này nó toàn vớt tao chết không. Trong đây phòng mập, trong phòng này hả? Có nghĩa là nó sẽ vớt ra một thằng.
Một thằng đi vô trong này lậm cái cờ giấy nốt ở trên đó, ở trên sàn, sau đó là nó sẽ lựa ra một thằng để chết, nó khốn nạn vậy đó. Trời. Và nó lựa đúng một thằng nha, ba trận nó lựa đúng mình tao luôn. Vãi nồi mày xui dữ vậy. Ừ, quế quá tao không chơi nữa. Đó, bây giờ nó sẽ lựa chọn ra hai người để chơi game nè. Không, không có một người à, có một người đúng thôi. Đó nên là bây giờ thật sự tao không biết vote ai, nên là tao sẽ vote thằng Ba Mi. Bậy rồi. Không, vote mày để mày đi vô đó mày vote cho đứa khác, cho mày đừng có vote tao. À vậy hả? Ừ. Bậy, tao nói tao chết cái chỗ này 3 lần lận. Mọi người không tin, mọi người coi cái số tiền rồi. Làm gì có vụ kia mới vô được 400 tiền đâu. Chết 3 lần mới được đúng không? Ê, mày là monster đúng không? Ủa sao biết? Ngày nãy tao kêu mày lên lầu đi mà tao thấy mày vừa chui vô cái mèo wow là tao biết mày rồi. Ồ, trời đất địa mọi người. Ấy mày được kìa. Cố gắng né tao ra nha Ba Mi, cho tao thoát khỏi lời nguyền đi chứ bây giờ 3 lần tao chết cái chỗ này rồi, nhục mặt lắm. Giờ tao vô tao lựa con Madagascar đúng không? Không, mày vô mày ngó. Mày mới vừa đi vô là mày sẽ thấy cái cuốn sổ liền à. Ừ. Rồi lại là cuốn sổ đúng không? Ừ. Hello, vị khách của tôi challenge thì nó cái gì Twitch challenge ra đan the game. Rồi nó có cho mày làm gì nữa không? Get your ticket big one. Ừ, chọn đại đi, chọn đại một đứa nào đó trừ tao ra. Rồi ok. Yeah, chúng ta đã có một cái người chơi. Tao lỡ tao bấm The Master rồi. Hả? Tao lỡ tao bấm The Master. Tào lao. Cái năng lượng này sẽ chọn, sẽ được chọn người chết, cái người chết và người đó sẽ là The Master. The Zazinger. Yeah, tôi đã thoát được lời nguyền này rồi. Cảm ơn. Ông mày ngộ quá, tao chọn mà không để tao để mày chết mà mày kêu mày thoát lời nguyền, tính ra giả lời nguyền dễ gì vậy luôn hả? Chỉ có Ba Mi giải được lời nguyền của Kia thôi nha mọi người. Cảm ơn Ba Mi. Vậy mà nghĩ sao mà Kia nó chết 3 lần. Nghĩ sao đi chung đi. Nghĩ sao đi chung với thằng Bảo Mập mà khúc đó tao chết 3 lần. Không tin luôn á. Đi với mày là chỉ có mày giải lời nguyền cho tao thôi đó. Xin lỗi các bạn đờ sao Hunter gì nãy nha, mình không có biết bạn là ai á. Nó người nước ngoài rồi nên nó không sao. Ê, nó nói gì kìa? Xin chào mọi người. Đây là Rạp Xiếc. Và tôi có một cái game cho tất cả mọi người để chơi. À, đây là một cái sinh vật lạ được yêu thích nhất của tôi. Nổi tiếng chứ quên. Ở trong khoảng một vài giây nữa thì mọi người sẽ phải chạy xung quanh và tránh bị bắt bởi cái con quái vật của tôi. Và người nào sống sót cuối cùng thì sẽ nhận được phần thưởng. Ai đừng chết nha, chết nhiều khi là... chết nhiều khi là thua đó, chết cuối cùng nhiều khi là thua đó, đừng để chết cuối cùng nha. Rồi, ta thấy chưa gì hai đứa kia là muốn về chầu rồi đó. Hai đứa kia là muốn về chầu rồi đó, nó gần nhất. Chính xác luôn. Nó chạy tại chỗ rồi mày. Quái vật nó kẹt rồi. Nó chạy tại chỗ rồi. Nên như thế. Trời ơi, cái gì vậy? Sao nó đổi? Sao nó quay xe nhanh vậy? Rồi, đi ngược về mày ơi. Rồi, nó dí vào đây. Tao win! Trời ơi, nó chửi cho mày còn sống luôn á, tao với con nhỏ kia. Cảm ơn, nhưng mà không chết đâu, đừng lo. Biết rồi, mày sẽ nhận được phần thưởng của ổng là cái artifact kìa. Đúng rồi, thì chỉ cần những artifact đủ để mình thoát ra khỏi chỗ này được rồi. Cái này là cái mini game nó nhận artifact kìa, các bạn không ai chết hết trơn. Ôi trời ơi, hên quá, không ai chết luôn, mừng, dễ sợ mừng. Bây giờ còn 2, 4, 6, còn 6 người lận nha. Bây giờ chúng ta đã có được artifact rồi, còn 4 cái nữa thôi, cố lên. Còn 4 cái nữa là mới phong ấn được. 4 cái cũng căng á, chứ không có dễ đâu. Được rồi, mọi người hãy đi vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ. Rồi, bedroom đi lên lầu ngủ các bạn ơi. À, bây giờ đi ngủ hả? Ủa gì kỳ vậy? Chưa cho lên. Thì quá giật dí, đuối rồi, giờ đi ngủ. Ừ, tào lao. Ủa ông kêu bedroom mà sao vô master room ta? Master bedroom nè, bedroom. phòng ngủ của chủ nhà đúng không? Ừ. Chắc vậy quá. Cái gì đây? Ơi, cái gì nè? Nó nói là tôi cần một phần cơ thể của một người, tuy nhiên tôi không thể giết. Tôi cần hai người chiến đấu với nhau cho cái chết. Oh! Có nghĩa là nó cần một cái xác. Nhưng mà nó không muốn giết người. Nó nhập vô các bạn. Nó đây nè, nó cần một cái xác nhưng mà nó không muốn giết người. Nó cần hai người đấu với nhau để nó lấy cái xác cái người thua đó. Khốn nạn không? Trời ơi.
cái thứ gì á. Được rồi mọi người hãy đi xuống dưới tầng để mà vote thôi. Tao không ngờ cái game nó bệnh hoạn vậy luôn á. Nó mới đầu nghe tử nô ghê lắm ha. Tôi không muốn giết người đâu. Bây giờ chọn hai đứa ra tụi bay giết nhau đi. Thủ đạn á. Tao mày né ra nha. Ủa tao mày ngồi riêng, bốn đứa ngồi riêng, coi nào bốn đứa nó bót tao mày không. Ê, tất cả mày chọn được Fisher đi, coi chọn Professor cho. Mày chọn ai? Tao chọn Professor, mày chọn Fisher đi. Ok, tao chọn Fisher rồi đó. Khi chút nữa nó lòi ra tao với mày mới vui nè. Bốn đứa nó chọn tao mày. Lúc đó tao không biết nó làm sao luôn á. Tao nghĩ bốn đứa nó không quen nhau đâu. Ừ, tao cũng mong là vậy, tại vì có người Việt Nam ở trong mà. Có hai người Việt Nam ở trong đó lắm. Biết nãy thằng cách ra không biết có phải. Đứa game lên coi là mày kìa. Đó hả? The Fisher, phải rồi. Chọn cái gì vậy ba? Ấy, chọn giết nhau kìa. Đi xuống tầng hầm. Rồi bây giờ giết nhau để lấy cái xác. Trời ơi, để xác tôi trời. Bà mì ơi, cố lên bà mì ơi. Mì ơi, tôi đâu có muốn giết người đâu. Con gái á bà mì ơi, chắc là được á, không sao đâu, quýnh nó đi. Ông này chắc ham chơi, bạn gái giờ cầm dao quýnh dữ lắm. Biết sao quýnh chồng quen rồi. Ấy cầm kiếm chơi cơ bản dễ dàng thôi đó, nó nói dễ thôi, chỉ cần hai cầm hai kiếm quýnh nhau là được, đứa nào chết đứa đó thua. Dễ ghê luôn. Ấy cẩn thận nha Bami. Giết! Cố lên, giết! Trời ơi! Vãi nồi, tao chém chúng nó mà sao nó chém chúng tao mất máu nhiều vậy? Tính ra Bami nó xui á mọi người. Vãi thật. Ủa gì là Fisher là đứa là ai mà kinh vậy ta? Rồi, đi tìm kiếm này để coi bây giờ cái thử thách tiếp theo là cái gì trong phòng Kiss Room. Kiss Room kìa Vami ơi. Ok, vô Kiss Room rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã hóa trang thành một cô gái mỏ nhắn xinh đội nón trắng nha các bạn. BD dễ sợ. Nhờ có buộc, mày tính là nhờ Vami sau một lần chết giờ chuyển sang hệ BD. Đúng rồi, sau một lần chết mình đã mang buộc theo và mình đã chuyển giới luôn rồi. Vãi nồi. Gớm thiệt chứ. Rồi, ú, căn phòng này có rất nhiều búp bê. Rồi, coi có hai cái nhà luôn mày, hai nhà búp bê. À, Dollhouse Island. Ú. Này là, hả? Con biết vậy thôi chứ con đâu có dịch được đâu, con hiểu thôi. À, con gái của cô ấy đã bị mất cái búp bê ở trong căn nhà này. Chúng ta cần hai người để hoàn tất cái thử thách này. Và người chiến thắng sẽ được nhận cái con búp bê. Ồ hô. Chúng ta khi mà chúng ta có búp bê chúng ta có thể có được cái artifact. Rồi, hãy đi xuống dưới phòng khách để mà vote thôi, đi. Rồi, đi thôi, đi xuống dưới vote thôi. Ồ giờ có vote đứa nào ta? Trừ tao ra, mày là ai monster đúng không? Ngồi kế bên mày luôn á. Rồi, vậy ba đó mình ngồi bàn cho hai đứa ngồi giữa vô đi. Ok. Vậy thôi con vote thằng có râu, mày vote nhỏ kế bên đi, tại có râu con ghét bảo mập quá nên con vote. Vãi nồi. Ghét cái đầu bỏ mập á. Ghét cái đầu bỏ mập á. À, tại vì nó có râu của bỏ mập nên là full force nha. Bỏ mập nó mỗi lần nó chơi game chung với thằng kia nó hay lấy râu nó cà cà kia nó nhột. Ghê vãi. quá cỡm. À, người chơi được vote đó chính là Grenade. Rồi, Grenade. Và Fisher kế bên mày luôn. Ô, hay vãi nồi. Và thử thách bắt đầu. Hai người hãy đi đến phòng Kiss Room. Hai bạn vào trong phòng của em bé và chơi búp bê. Hả? Chơi búp bê luôn hả? Ghê vậy. Chơi cái nhà búp bê. Để coi thử thách này là gì đây. Rồi. À trời, thử thách biết rồi, đổi màu búp bê cho nó theo cái màu trên bảng kìa. Cái màu trên bảng. Trong cái thử thách này bạn cần phải kích vào cái búp bê cho đến khi mà bạn phải hoàn bạn phải đúng màu với cái màu ở trên cái bảng ở giữa hai căn nhà. À, có nghĩa là cứ kích thoải mái thì cái mặt bộ màu của nó sẽ quay nó cứ sẽ xoay vòng hoài á. Người đầu tiên hoàn thành xong cái này thì sẽ chiến thắng. À, bạn có thể bắt đầu. Rồi. Nam một bạn nam đã làm rất là nhanh, đã xong được chuẩn bị xong hàng thứ nhất. Bạn nữ cũng đang đuổi theo. Đã xong hàng thứ nhất, bạn nữ vẫn đang cố gắng đuổi theo. Đúng rồi. Thứ hai rồi các bạn ơi. Cố lên. Hiện tại hai bạn đang rối màu và đang chọn từ các bạn ơi, cái này rất là rối nha, bấm lộn một cái là phải bấm lại từ đầu nha các bạn. Không, nếu như mà đúng á, cái này mà gặp tao mà chơi á, là có sẽ cứ một màu là đi trước, tại vì một màu là ví dụ như là mày kích ba cái là được màu xanh dương đúng không? Là cái nào màu xanh dương là mày cứ kích ba cái trước, rồi mày chuyển qua màu khác mày đi, nó sẽ nhanh hơn nhiều. Đúng rồi.
chứ mà chứ mà đi cần cái mà kích là mất công phải nhớ màu cần cái mệt lắm. Đúng rồi cái này nó được một cái là nó cho mình theo thứ tự, ví dụ như đỏ cam vàng lục lam tím đúng không, là nó cứ theo thứ tự đỏ cam vàng lục lam tím, cứ còn mà nó chơi mà mỗi con mà nó cứ đỏ cam vàng lục lam tím xong tím cam vàng lục lam dầm đỏ là thấy bà luôn. Cái đó ra là chết luôn á chứ đánh đấm gì nữa. Là phải chọn hên xui luôn á bạn. Cả hai đang ngang tài ngang sức, có vẻ như bạn Gơ đã nhỉnh lên một chút. Bạn Gơ bắt đầu quen rồi, chơi búp bê quen rồi á. Bạn nam nãy mới lộ ra một xíu rồi giờ ém lại kêu quên mình là nam à. Ủa có vụ đó nữa hả ba? Sinh ra là nam nhưng đam mê chơi búp bê từ nhỏ hiểu không? Rồi xong bây giờ lỡ cái không ba, không, cái này cái này á, cái này bây giờ thằng nam trong này á là nó tiến hóa lưỡng nan rồi. Nếu như mà nó thắng nữ á thì nó người ta sẽ gọi nó là BD cái gì. Mày thích chơi con mày thích chơi búp bê hơn. Đó, còn mà thua á thì lại nói là mày lại không bằng phụ nữ, mày lại không bằng con gái thì... Mày không bằng đứa con gái, còn kia ê ghê, này nó chơi búp bê ghê hơn gái nữa. Nói chung là giờ nam vô cái thế này là gọi là tiến thoái lưỡng nan rồi, thôi giờ không biết tiến cũng chết mà lùi cũng chết. Thôi giờ bạn cứ tiến đi. Chơi búp bê này á là phải để cho con kia nó chơi mới hợp. Tào lao. Ê, thằng boy sắp win rồi kìa. Đó, boy win rồi ha, vậy là chơi búp bê hơn gái luôn rồi. Ghê thật chứ. Bạn giật cổ tay. Nó lại lọt vô cái vế một của mình. Rồi, bây giờ rồi. Con Gơ này đã chết. No. Ủa con Gơ này là con nam, là thằng nam dễ dạng nè. Phải rồi. Trời nghĩ mình nói như đúng rồi luôn. Con Gơ này là thằng nam dễ dạng, tuyệt tình luôn á. Trời ơi, lộ rõ luôn. Rồi. Bé Việt Nam tiếp theo đó là chỉ là bé áo trắng mày ơi. Hả? Ai nói? Bé Việt Nam tiếp theo là bé áo trắng. Hay quá. Ở đây có hai người Việt Nam luôn á ba. Thì bị Việt Nam nãy mới bị kích rồi, giờ còn bé Việt Nam là bé áo trắng á. Còn không, còn hai người lận mà, còn hai người đều là Việt Nam mà đúng không? Chúng ta cần tìm chìa khóa. Đi tìm chìa khóa kìa, đi tìm chìa khóa màu tím. Chìa khóa màu tím, chìa khóa màu tìm ở dưới tầng 1, tìm ở dưới tầng 1, tầng trệt á. Ok, mày tìm vô phòng ở đây, tao đi ra ngoài. Chưa thấy mày ơi. Chưa thấy. Thấy rồi. Ok, lấy đi. Rồi how to lấy? Tích chuột vô ông nội. Nó nằm ở sau cuốn sách mà nó còn ẩn nữa chứ lụ đạn. Rồi, chút nữa là mày hiện coi rồi nó vote mày. Bậy rồi. Red file. Hãy đi lên lầu và đi vô bên trong thôi. Window room hả? Phòng cửa sổ hả? Ngộ vậy? Phòng gì cơ? Ngộ kỳ vậy? Phòng cửa sổ. Có hai súng rồi. Cái gì vậy? Hai cái súng trên bàn nè. Ê. Chúng ta cần phải chơi cái này để lấy được cái artifact tiếp theo. Rồi xong bắn chết nhau hả mọi người? Bây giờ mọi người hãy đi xuống dưới đó để vote. Nhìn phát biết ngay luôn á. Bây giờ còn hai đứa, tao với mày mỗi người một đứa. Nó vót tao với mày luôn á. Kệ nó cũng được đi, bây giờ tao với mày mà có vô trong là coi như tao với mày xui thôi chứ biết sao giờ. Rồi giờ một trong hai người nha. Đây tao chọn giờ tao nữ tao chọn nam đi, mày nam mày chọn nữ. Ok, tao chọn The Harris rồi xong. Rồi tao chọn The Renek. Renkay. Bỏ đi mà đừng đọc tên á. Đọc xong rồi lộ luôn. Rồi để coi tự nhiên dính nữa mà vui lắm mấy nha. Monster. Đừng nói tao nha. Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái là we begin now. Mày chọn tao hả ba? Đi ngó ba, tao chọn thằng nào rác đó ba. Biết vậy, hồi nãy con cũng chọn. Rồi có phim. Chào mừng mọi người đến với cái thử thách. Trong cái thử thách này bạn phải test cái khả năng may mắn chết già, cái đó tao là chùm thúi luôn á. Từ 1 tới 10. Mày thúi hãy cho chọn ta một thôi, con số nó sẽ có cái bullet ở trỏng. Cứ mỗi lượt cứ mỗi lượt lít thì nếu như mà con số nó nằm trùng với bullet thì bạn sẽ bắn chính mình. Vãi nồi gì? Ai cho tao một con số coi may mắn đi ba. Từ 1 tới 10 á, cho con một con số may mắn đi. Số may mắn số 9 đi. Số 9 may mắn hả? Ok, coi kinh là mày có bấm số 9 rồi đó. Tiếng Anh nghĩa là nice á. Nice. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.
Cố lên. Yeah. Yeah. Mày thấy tao chưa? Good Vami ơi, good. Bây giờ quan trọng là cái hàng bên kia nữa. Rồi, giờ bấm nhiều cho gái ơi. Nó chọn ba kìa. Chết đi. Chết. Win the Tiger Last Lock đó. Chết đi. Chết. Trời ơi. Vami số mấy Vami? Ba chìm bảy nổi chín lên đên mà nãy chứ ba đó nổi. Bảy đúng không? Rồi bảy nổi thì nổi là sống. Không, ý hồi nãy tao kêu á, ba chìm bảy nổi chín lên đên. Mà hồi nãy nó chọn số 3 mà nó nổi rồi tao nghi số 7 nó chìm. Mà tao chưa lẽ như 7 ba 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 chìm 7 nổi không lẽ 7 7 nổi ba chìm ba. Yeah. Vậy chứ. Nó nên như vậy. Mình phải vô bộ mình bi quan để cho nó lạc quan hiểu không? À, khỏi. Số 6 rồi. 6 rồi, 6 rồi, 6 rồi. Khả năng 6 chết cao lắm, khả năng 6 chết cao lắm. Số 6 là 6. Ok. Đùng. 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 Yeah. Hay lắm nha. Nhờ con số của Vami mà khi anh được sống sót qua cái màn này rồi. Vami nó phá giải lời nguyền của tôi. Hay lắm. Chúng ta đã có 7 cái artifact rồi, bây giờ còn một cái nữa các bạn. Ê, bây giờ căng một cái là bây giờ tao với mày đều phải chọn nó. Và để con nhỏ đó nó muốn chọn ai nó chọn. Ok. Ê, căng nha. Tí nhìn phát tôi biết tôi lên rồi. Giỏi ghê. Chắc bé nó chưa biết ai với mày là ai đúng không? Giỏi ghê. Rồi chắc tiếng Việt cũng cà cà. À, giờ cái vót à, bây giờ vót ngẫu nhiên random. À, căng ha, căng cái này, ơi. Cái này thật sự căng là bây giờ tao với mày buộc tao với mày buộc phải chọn hay Heres thôi. Bây giờ Heres nó muốn chọn ai thì chọn. Tội nghiệp con bé. Mày giỏi ta hả mày? Chắc chắn là tao đi vô chung với nó rồi đó. Tao biết rồi, nhiều khi mày mới chơi xong nó không cho mày vô luôn á. Ai nói mày? Một trận này tao có thể chơi được 3 lần liên tiếp, 4 lần liên tiếp luôn cũng được. Toàn bộ đều có chơi liên tiếp luôn cũng được nữa. A Heres nè, Heres nè. Và cố win đi em, cố win đi em. À, còn bạn bán cái rồi. Trận này tao win chắc rồi Bobby ơi, trận này tao win chắc rồi, khỏi không sợ chết luôn á. Rồi giờ sao tao bấm rồi. Ê làm tán kìa Bobby, hồi đó mày học mấy điểm môn tán vậy? Thôi đừng hỏi mày ơi, khó trả lời lắm. Ê cứ trả lời đúng là được một điểm, còn trả lời sai á là sẽ bị mất điểm. Mày bật máy tính lên chưa? Hả? À kết thúc sau khi hết một phút á thì người nào mà thấp điểm nhất người đó sẽ chết. Ok. Rồi nó kêu bên kia bé kêu không phải sở trường rồi, bay luôn kìa, ghê không? Tội bé. 29 trừ 16 là còn 13. Nó rồi, nó đọc được mà nó nhanh một đều rồi. 12. Ủa, chết rồi, 1-0 rồi. 3 trừ 14, 33 trừ 14 bằng 19. Rồi, trời ơi trời khổ tâm. 2 cộng 36 là 38. Nhanh đi Vami ơi, 21 rồi. Yếu các bạn. 13, 9, 10, 11, 12, 32. Trời đất, tính toán kiểu đó là chết rồi chứ. Rồi ơi. 5 trừ 2 bằng lụ đạn. Nhanh, 41 rồi, 41. Ủa bé bên kia sao tính kỳ vậy? Cố lên bé ơi. Rồi, 4, bé bên 12. Kia còn không điểm luôn. Vãi nồi. Quýu rồi, quýu rồi. Âm 1 điểm luôn, vãi nồi. Trời âm luôn rồi. 41 trừ 26, hỏi này chắc mình tàn đi các bạn ơi. Và mày win chắc rồi, mày khỏi làm nữa đi. Mày win rồi. Ấy là mình làm tàn thôi chứ. Trời ơi, bên kia âm 1 luôn. Trời ơi, người nào thấp điểm nhất sẽ bị sốc điện cho cái chết. Trời ơi, tội vậy, trời ơi. Ơ kìa nó kìa. Chúng ta đã có được cái artifact cuối cùng rồi. Yeah. Rồi. Trời, sau một buổi tối đêm, buổi đêm dài thì chúng ta đã được trốn thoát. Hãy rời khỏi nó trước khi quá trễ. Ủa, tính ra nãy mình mở cửa là mình ra ngoài được luôn rồi đó. Nó đâu cho mở cửa đâu, đây là một cái buổi tối mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đúng rồi, quá nhiều mất mát, quá nhiều chết chóc.
đi 10 người về còn có 2 người à. Vậy kính ra chỉ có mình với ba mi còn sống mà mọi người. Ghê thật. Đúng rồi. Ai con bé kia đứng ngoài kìa ba. Em bé kia chưa chịu ao ấy chứ. Rồi ok dừng clip luôn. Rồi ok các bạn thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share và subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.